phá án từ mảnh đèn dính tem thu phí tại hiện trường. Trên đường từ Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh, ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Và từ mảnh vỡ dính tem thu phí tại hiện trường, công an đã phải làm gì để tìm ra người gây tai nạn? Bỏ mạng lúc 2 giờ sáng. Vào 3 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2023, trên đoạn đường TL-784 thuộc ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người mất mạng. Tại hiện trường, ông NVP 47 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh nằm bỏ mạng bên cạnh xe máy biển số 70G1-25344, còn phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn. Nhận tin báo về vụ tai nạn, ngay trong đêm, các đội nghiệp vụ của công an huyện Dương Minh Châu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các bước khám nghiệm để điều tra, truy tìm người cùng phương tiện gây tai nạn. Từ dấu vết để lại, theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã cố ý bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm, không cứu chữa cho người bị nạn dẫn đến nạn nhân bị chết. Nhận thấy vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm, công an huyện Dương Minh Châu đã khởi tố vụ án để điều tra. Thượng tá Phạm Ngô Việt Thành, Phó trưởng Công an huyện Dương Minh Châu, trưởng ban chuyên án cho biết, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ tai nạn xảy ra lúc giữa đêm, không có người chứng kiến, không có dấu vết của phương tiện gây tai nạn. Nhiệm vụ của các điều tra viên là phải thu thập chứng cứ, buộc dấu vết phải lên tiếng. Người gây tai nạn đã cố ý bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm, không cứu chữa cho người bị nạn, dẫn đến nạn nhân bị chết. Ban chuyên án xác định, thời gian trôi qua càng lâu thì hiện trường vụ án sẽ càng khó tìm ra vật chứng. Các điều tra viên xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nhất để lại tại hiện trường và thu thập được cụm đèn ô tô vỡ kích thước 45x25cm, có dán tem thu phí đường bộ. Đây là dấu vết sau khi ô tô va chạm mạnh với xe máy của nạn nhân. Chuyên án họp khẩn ngay sau đó, một tổ công tác được phân công tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống camera an ninh trật tự và camera của nhà dân, lời khai của nhân chứng. Một tổ công tác nhanh chóng lần theo manh mối tem thu phí để lại tại hiện trường, qua đó xác định thông tin tem thu phí tự động của ô tô gây tai nạn để lại tại hiện trường là do một công ty có địa chỉ ở Hà Nội cấp. Manh mối xuất hiện, tuy nhiên việc tìm ra ô tô mang biển số gì, của hãng xe nào thì không hề đơn giản bởi công ty không cung cấp được đầy đủ thông tin để truy tìm. Không bỏ cuộc, các trinh sát tiếp tục lần theo từng chi tiết nhỏ, tập trung phối hợp với các đơn vị địa phương tra cứu thông tin để sàng lọc, chia từng tổ để rà soát và trích xuất camera trên những tuyến đường nghi vấn mà ô tô đi qua. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng ban chuyên án cũng đã xác định được ô tô gây tai nạn là ô tô Toyota Sienna biển số 51A96038 ở thành phố Hồ Chí Minh. Lần theo chứng cứ thu thập được, các điều tra viên xác định vào ngày 12 tháng 11 năm 2023, một nhóm gồm Nguyễn Hồng Quân 31 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cùng 3 người khác đi chung ô tô đến khu vực huyện Tân Châu, Tây Ninh ăn đám giỗ. Đến khoảng 2 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2023, cả nhóm cùng nhau về lại thành phố Hồ Chí Minh gây ra vụ tai nạn giao thông chết người nói trên rồi bỏ trốn. Đáng nói, công an truy tìm được chủ của ô tô mang biển số 51A96038, nhưng khi liên hệ để xác định thì chủ xe đã ra nước ngoài. Từ thông tin, tài liệu thu thập được và qua công tác nghiệp vụ, ban chuyên án xác định Quân và hai người ngồi trên ô tô và đêm xảy ra tai nạn đang lẩn trốn tại khu vực quận 5 và quận Bình Tân nên đã phối hợp với công an các địa phương mời các đối tượng về trụ sở công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, Quân và hai người đi cùng đã đổ lỗi cho một người đi cùng đang bỏ trốn là người điều khiển ô tô lúc gây tai nạn. Con trai của chủ xe còn cung cấp tài liệu giả về việc ô tô trên đã được bán trước đó 5 tháng, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với những cứ thuyết mà cơ quan công an đưa ra, biết không thể chối cãi, cả nhóm đã khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, vào ngày xảy ra tai nạn, Quân là người lái xe và trước đó đã sử dụng ma túy, chạy với tốc độ cao nên đụng vào xe máy khiến ông P tử vong. Sau đó cả nhóm bàn nhau đem ô tô đi cất giấu tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thấy vụ án có nhiều điểm nghi vấn, các điều tra viên tiếp tục mở rộng điều tra, xác định Quân và con trai của chủ xe nghiện ma túy nên đã khám xét, thu giữ tổng cộng hơn 750 gram ma túy các loại
và đã khởi tố Quân thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Lần theo hàng ngàn camera bắt kẻ trộm tinh quái. Kẻ trộm chuyên tìm nhà khóa cửa vào ban ngày để đột nhập, lấy trộm tài sản hàng tỷ đồng tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Tây Ninh, Bình Dương. Để bắt được kẻ trộm này, các trinh sát hình sự công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã ngày đêm truy xét, trích xuất hàng ngàn camera để theo dấu và nhiều lần bị kẻ trộm ma mãnh cắt đuôi. Theo thiếu tá Nguyễn Thanh Lâm, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện Củ Chi, ngày 11 tháng 10 năm 2023, đơn vị nhận được tin báo của người dân ở xã Nhuận Đức về việc nhà bị trộm đột nhập lấy tài sản với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Tiếp nhận thông tin, công an huyện đã chỉ đạo thiếu tá Lâm cùng các trinh sát hình sự phối hợp cùng công an xã xuống hiện trường. Tại đây, công an ghi nhận hàng rào lưới B40 sau nhà bị cắt, cửa sau bị cạy, phòng ngủ có két sắt cũng bị cạy, đồng thời phát hiện tuốc nơ vít và kìm cộng lực cách hiện trường khoảng 50 mét. Thiếu tá Lâm yêu cầu điều tra viên lấy lời khai của chủ nhà, các nhân chứng, giao trinh sát ra soát các camera trong khu vực và công an xã xác minh những đối tượng khả nghi trong địa bàn. May mắn là một người nhận diện được kẻ trộm và kể lại khoảng 9 giờ, một người đàn ông hơi mập đi ra từ nhà đóng cửa. Khi bị hỏi thì người này bỏ chạy rồi lấy xe máy hiệu RXS màu đỏ biển số 70 đầu và tẩu thoát. Hình ảnh camera gần đó ghi lại được cảnh người đàn ông đội nón bảo hiểm có ngôi sao, dáng người hơi mập, mặc áo dài tay màu xám, đeo khẩu trang, quần dài, đi xe màu đỏ, trùng với hình ảnh mà nhân chứng cung cấp, nên công an xác định và lập tức truy xét theo hướng qua các quận Tân Bình, Năm, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức, rồi về thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó, công an phát hiện kẻ trộm đến một ngân hàng ở quận Bình Thạnh, tạo tài khoản để cất tiền, rồi kẻ này đến một tiệm xe máy tại phường 5, quận Phú Nhuận bán xe. Từ đây, danh tính kẻ trộm dần lộ diện là Nguyễn Văn Thoàn, 44 tuổi, tạm trú thành phố Long Biên, lập tức được khoanh vùng và bắt giữ khi lẩn trốn tại thành phố Biên Hòa. Tại cơ quan công an, Thoàn khai lúc đi qua một căn nhà ở xã Nhuận Đức thì phát hiện nhà đóng cửa, khóa ngoài, nên đoán nhà không có người vào ban ngày và là thời điểm trộm dễ dàng nhất. Sau đó cắt bỏ hàng rào lưới B40 và đột nhập phá két sắt, lấy một túi chứa nhiều vàng, trang sức bên trong rồi tẩu thoát. Để các chủ tiệm vàng không nghi ngờ và phân tán sự truy xét của công an, Thoàn đem số vàng trộm được bán nhiều nơi và những ngày khác nhau. Tiếp đó, kẻ trộm nhờ hai em trai ruột đến ngân hàng mở một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng. Đồng thời, Thoàn đem bán xe máy để cắt đuôi công an. Nhưng vì sợ để lại dấu vết nên kẻ trộm không mua xe máy khác tại thành phố Hồ Chí Minh mà về thành phố Biên Hòa để tiếp tục bán một nhẫn vàng và mua xe máy khác. Tuy nhiên, các thủ đoạn ma mãnh tinh vi của Thoàn đều bị trinh sát hình sự lần được dấu vết và nhanh chóng bị bắt giữ. Từ dữ liệu thu thập, công an còn xác định Thoàn là người đã bị công an huyện Củ Chi lập chuyên án về vụ trộm cắp 51 triệu đồng và 300 đô tại nhà dân ở xã Trung Lập Hạ vào ngày 7 tháng 3 năm 2023. Ngoài ra, Thoàn cũng thừa nhận gây ra nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Dầu Tiếng Bình Dương, Bầu Bàu, Bến Cát Bình Dương với tổng tài sản hơn 1 tỷ đồng. Từ bộ quần áo số 99 bắt kẻ trộm xe và hàng hóa của shipper. Công an huyện Củ Chi đã bắt nghi phạm trộm xe, hàng hóa khiến nam shipper phải chạy bộ đuổi theo với tiếng la nhói lòng. Ngày 1 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ lấy lời khai về Nguyễn Minh Tuấn, 39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi để điều tra về vụ trộm cắp tài sản của nam shipper trên địa bàn. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin clip về việc nam shipper bị người đàn ông trộm cả chiếc xe máy và hàng hóa. Nạn nhân đuổi theo khoảng 150 mét với tiếng la nhói lòng. Sau khi tiếp nhận thông tin từ bị hại, Công an huyện Củ Chi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Cùng thời điểm này, một số người dân ở xã Tân Thông Hội cũng phát hiện người đàn ông có trang phục, dáng vẻ như của nghi phạm nên trình báo công an. Công an huyện Củ Chi nhanh chóng tới khu vực, làm việc và xác định đây là Tuấn. Tuy nhiên, người này tỏ ra có kinh nghiệm, thái độ bất hợp tác. Nói thời điểm xảy ra vụ việc, mình đang ở nhà để sửa xe. Tuy nhiên, từ bộ quần áo phơi ngay trước cửa đã tố cáo chính anh ta. Đây chính là chiếc áo màu đỏ với số 99 trước ngực và chiếc quần ngắn in hoa văn, đôi dép. Với những hình ảnh và thông tin không thể chối cãi, Tuấn đã cúi đầu nhận tội.
Theo đó, Tuấn không có chỗ ở ổn định, sống lang bạt và nghiện ma túy. Sau khi trộm chiếc xe máy của anh P, Tuấn chạy đến một khu vực giáp danh và bán cả xe lẫn hàng cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với số tiền khoảng 1,5 triệu đồng. Tiền sau đó Tuấn nướng vào ma túy. Trước đó đầu giờ chiều ngày 29 tháng 11 năm 2023, anh P đang dừng xe trước căn nhà trên đường Phạm Văn Trèo, thị trấn Củ Chi để lấy hàng đi giao. Khi vào bên trong chờ lấy hàng thì Tuấn tiếp cận lấy đi chiếc xe cùng toàn bộ 34 đơn hàng trên xe của anh P. Nạn nhân phát hiện, đuổi theo và la cướp nhưng bất thành. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm mặc chiếc quần ngắn in hoa văn và áo thun màu đỏ, trước ngực có in số 99. Anh P cho biết số hàng hóa trị giá từ 7 đến 10 triệu đồng, riêng chiếc xe mua đã lâu giá 24 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.